Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba đây. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của em ha. Khi mà nghe câu chuyện của em á thì tôi thấy em rất là buồn. Em khóc, em nức nở, giọng nói của em nó nghẹn ngào, ức chế giống hệt như là em mang cái nỗi khổ đau đó đã rất nhiều ngày ha. Tôi thông cảm và tôi nhận biết ra là em đang rất là đớn đau khi nói từng lời từng chữ với tôi về cái việc mà người đàn ông đó đã bỏ rơi em. Nhưng mà tôi lại có cái suy nghĩ như thế này, nó không giống em nè. Tôi rất là mừng khi mà người đàn ông đã bỏ em. Có thể là em đến với một nhà tư vấn mà em nghe nói như vậy thì em sẽ bị sốc lắm. Tại vì em đang cần một cái sự chia sẻ, em đang cần một cái lời nói an ủi, em đang cần một người đứng về phe em. Tuy nhiên tôi thấy rằng đây là một cái tin rất là vui với em. Nếu mà em có một đứa con gái mà nó ôm em, nó kể cho em nghe về cái chuyện mà người yêu của nó bỏ nó, mà cái người đàn ông đó là cái người làm khổ nó, và người đàn ông đó là người đã có vợ, thì tôi nghĩ rằng em là một người mẹ, em sẽ rất là mừng khi mà nghe con em kể những chuyện như vậy. Và tôi đứng ở cái góc độ như thế để mà nói về câu chuyện của em. Tôi không phải là mẹ của em, nhưng mà tuổi của tôi cũng có thể nói là còn một vài tuổi nữa thôi là cũng có thể gọi là mẹ của em được. Thế nên tôi mới thấy rằng cái chuyện của em đến với một người đàn ông trong cái tình trạng em còn trẻ người non dạ như vậy, mà em bị người ta xí gạt, nói những lời có cánh đường mật, rồi mình cũng chưa có những cái kiến thức, chưa có những cái kỹ năng, và mình đã vội lên giường với người đàn ông đó sớm quan hệ tình dục, và không có biết cách thúc đẩy để cho người đàn ông đó yêu thật em, để mong muốn kết hôn cùng với em, hoặc là anh ta sẽ có một cái dự định nếu mà muốn lấy em thì bản thân họ cũng sẽ có một cái dự định rõ ràng cho tương lai của em và anh ta. Tuy nhiên trong tình huống này thì người đàn ông này đến với em chỉ là bông đùa, chỉ đến với em là cái sự lừa gạt, lừa đảo, và anh ta không phải là một người đàn ông yêu em ha. Nếu mà anh ta yêu em mà vì những cái vấn đề vợ làm cho anh ta chán, hoặc vợ anh ta là một người đàn bà không có còn phù hợp để làm vợ người đàn ông đó nữa, thì khả năng cao em sẽ được chọn để trở thành vợ. Tuy nhiên trong tình huống mà em chia sẻ cùng với tôi thì tôi thấy là em không phải là người mà anh ta sẽ chọn để mà kết hôn. Thế nên cái việc mà anh ta bỏ rơi em, chia tay em, ruồng rẫy em, khóa máy, chặn tin, không cho em gặp anh ta nữa, bỏ rơi em, đó là một điều rất là đáng mừng. Đáng mừng cho em. Phải nói rằng trong tình huống của em là được bỏ chứ không có gọi gì là bị bỏ. Thế nên là khi mà em khóc và em nức nở, em nói rằng chị ơi, anh ta đã bỏ em rồi ha. Em khóc rất là nhiều, em đau đớn. Tôi có thể cảm nhận được cái nỗi đau của em khi mà em nói những cái điều như thế. Tuy nhiên tôi nói với em rằng em được bỏ chứ không phải là em bị. Có những điều gọi là những cái điều không may đến với chúng ta, nhưng thật ra nó lại là một cái điều rất là tốt đẹp. Thế nên có những thứ chúng ta có được, nó không phải là có phước, nhưng có những thứ chúng ta mất đi, nó mới thực sự là có phước. Thế nên là cần có một cái góc độ nhìn nó rộng hơn, và nó sâu hơn, cao hơn, và nó lâu dài hơn cho vấn đề của em, là những cái chuyện mà tôi đã nói đó. Thì để phân tích sâu hơn cũng là một cái bài học để cho những người thứ ba nhìn vào tấm gương của bạn, của em, để mà chúng ta hiểu được về những người đàn ông khi mà các bạn đã dành quá nhiều thời gian, tâm tư, tình cảm, cũng như là vấn đề thân xác chiều chuộng người đàn ông đó mà người đàn ông đó vẫn không vừa lòng và tìm mọi cách để mà rời xa các bạn. Thì đây cho thấy rằng người đàn ông đó không thực sự đến với các em vì cần phát triển một mối quan hệ nghiêm túc, và sẽ chọn các em đâu. Họ sẽ chỉ là những người đàn ông chọn các em là một cô gái mưa. Hết cơn mưa họ sẽ quay trở về với gia đình, và các em sẽ biến mình trở thành rau sạch để mà anh ta tráng miệng, ăn xong rồi anh ta cũng đi đâu đó, và em sẽ rất dễ trở thành một cái siêu thị, nhưng mà người ta sẽ quay trở về nhà sau khi mà thỏa mãn tất cả những cái vấn đề có được ở siêu thị. Nói đến đây muốn chia sẻ với các em như sau: khi mà các em đầu tư quá nhiều vào một mối quan hệ không làm cho người đàn ông đó yêu thật bản thân các em, thì các em đã bước vào một mối quan hệ mất cân bằng và không chiếm được cái lợi thế trong vấn đề tình cảm với người đàn ông đó. Khi mà yêu một người đàn ông mà không biết họ có gia đình hay không, đã nói lên một vấn đề là mình thiếu kiến thức trong việc lựa chọn những người đàn ông cho một mối quan hệ nghiêm túc ha. Còn nói về vấn đề mà em chiều chuộng người đàn ông đó, em mua những món đồ mà người đàn ông nó không phù hợp với em,
Người đàn ông đó không vừa lòng với những món đồ mà em đã chọn thì nói lên cái sự mất cân bằng về nhận thức. Em không hiểu được người đàn ông đó, cũng như là cái tầng nhận thức của em và họ không có giống nhau. Em thắc mắc rất là kỹ về chỗ này thì tôi trả lời cho em như sau. Ví dụ như là một người phụ nữ sống ở vùng quê, họ là nông dân, thì em đưa cho họ một tôi ví dụ đi ha. Em đưa cho họ một cái áo mà có những cái sắc màu như thế này đi. Tôi ví dụ đây là những cái sắc màu như thế này thì họ sẽ không thích. Em hiểu không? Họ sẽ cho rằng lè lẹt. Họ sẽ cho rằng lè lẹt. Nhưng mà nếu mà em cho họ chọn một cái sắc màu giống như thế này, đơn giản giản dị như thế này, giống như là bông lúa, con trâu, hoặc là bờ đê, hoặc là một dòng sông, thì có thể là họ sẽ ưng ý hơn. Vì sao? Trong cặp mắt của họ, đứng ở góc độ của họ, thì họ tiếp nhận những cái gì phù hợp với họ và họ cho rằng đó là đẹp, đó là phù hợp, đó là thuận tiện với họ. Còn khi mà họ đã đạt đến một trình độ nghệ sĩ hoặc là họ chuyên về nghệ thuật thì con mắt của họ sẽ hướng đến những cái điều khác. Ví dụ như là có những người nhìn thấy những người mẫu đi catwalk trên cái sàn quốc tế, người ta cho rằng cái gương mặt như thế này là không phải là gương mặt đẹp. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn những cái gương mặt mà gọi là những cái gương mặt mà chụp ảnh bìa, những cái gương mặt mà gọi là rất là lạnh ấy, thì nó có những cái góc độ gọi là những cái gương gương mặt của siêu mẫu, nó sẽ khác hẳn hoàn toàn với những cái kiểu dạng mà người phụ nữ thông thường vẫn nhìn. Tôi ví dụ nha, ví dụ như là các bạn nhìn thấy Hà Hê Niê là một cái cô hoa hậu ở Việt Nam thì có thể nhiều người sẽ chê là cô này đen, cô này như vậy không đẹp. Tuy nhiên, với một con mắt của cái người mà nhìn nghệ thuật đó, với một con mắt của người mà chọn ra cái những cái tấm ảnh bìa thì cái gương mặt đó lại là một cái gương mặt đẹp. Còn đa phần các bạn sẽ nghĩ rằng một cái gương mặt bầu bĩnh nè, răng đều nè, mũi cân đối nè, mắt tròn to là đẹp. Nhưng mà tuy nhiên có những gương mặt chụp lên nó sẽ không đẹp, nhưng mà có những gương mặt chụp lên ảnh bìa nó rất là sắc nét và nó phù hợp với cái nét đẹp của quốc tế. Cho thấy rằng góc độ của em khi mà chọn một món đồ không phù hợp với đối tượng mà mình đang yêu thì chứng tỏ rằng em không hiểu về họ và nhu cầu và cái mắt thẩm mỹ của họ và em nó lệch nhau. Chính vì mình không hiểu được họ cũng là một cái lý do mà họ không có tìm đến ở bên cạnh em. Ví dụ như là nói câu này nó dễ nữa nè. Mây tầng nào gió tầng đó. Em ở một cái tầng thấp hơn họ thì khi mà em nói chuyện với họ đã vốn là không có đồng điệu là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, không hòa hợp về tinh thần, không có thể chia sẻ được những vấn đề về cuộc sống. Và cái vấn đề chăn gối khi mà người đàn ông tìm đến với những cái mối quan hệ bên ngoài á, cũng nói lên rằng á, họ đã có cái vấn đề mâu thuẫn chán vợ hoặc một số lý do nào đó, hoặc là người đàn ông hư hỏng tìm vui một phút bên ngoài, gọi là tìm những người phụ nữ dại dột để qua đường cũng có nữa. Có những người đàn ông say tình say nắng nhưng mà cái say đó nó hướng về cái sắc đẹp, hướng về cái nhục dục nhiều hơn. Tuy nhiên khi mà trong quá trình tìm hiểu thì người phụ nữ đó, nếu mà anh ta đang ở trong cái tâm trạng chán vợ, người phụ nữ đó không đạt được những cái yếu tố như vợ anh ta, thì cái việc mà anh ta nghĩ rằng anh ta bỏ vợ để lấy người đàn bà đó là không bao giờ xảy ra ha. Còn một cái yếu tố nữa là khi mà bắt đầu vào cái cuộc vui, tôi nói là bắt đầu vào cuộc vui nhé, tôi không nói bắt đầu vào một cuộc đời nhé, bắt đầu vào một cuộc vui mà người đàn ông đó đã cảm thấy không vui. Không vui vì sao? Vì họ chỉ đến bên cạnh các em như là một người tìm về cái nhu cầu khát dục, tức là họ đang thiếu đói về tình dục, vợ đang sinh, hoặc là vợ đang mang thai, hoặc là vợ họ đang bệnh, hoặc là họ không có tình yêu thật sự với các em, thì họ đến với các em chỉ là thỏa mãn những cái nhu cầu mang cái tính sinh lý và giải quyết những cái vấn đề gọi là tình dục của họ mà thôi. Còn tình yêu thì họ thực sự không có dành cho các em. Còn có một số các tình huống, có những người đàn ông yêu người thứ ba trong cái cảm xúc yêu thật sự, nhưng mà nó lại không phải là tình yêu, bởi vì nó không đủ lớn để làm cho người đàn ông đó bỏ tất cả mọi thứ để chọn các em làm vợ, thì đó vẫn không được gọi là một cái tình yêu và không được xếp vào sự lựa chọn và cái thứ hạng ưu tiên tối thượng với người đàn ông đó. Có những thứ em rất là thích đúng không, nhưng mà em không chọn. Vì sao? Vì em không cảm thấy là nó cần thiết để em phải chọn. Giống hệt như em đi tư vấn cũng vậy, có những người có thể là em sẽ nghĩ rằng em muốn gặp họ nhưng mà em lại quyết định chọn một cái người nào đó phù hợp với em. Đấy là cái vấn đề em đã chọn đó đó. Em đã chọn thì em cũng thấy rằng cái người đó là em cần, phù hợp với em thì em mới chọn đúng không?
anh ta cũng thế, anh ta cũng sẽ là người như thế. Nếu anh ta đang có một mối quan hệ vợ chồng bất hòa, không được hạnh phúc trong gia đình, trong tình cảm, hoặc là anh ta đang có ý là chán nản hôn nhân mà muốn tìm người phụ nữ khác, thì cái người mà anh ta tìm là người thứ ba tương thích với anh ta nhiều thứ và phù hợp với anh ta thì vẫn có khả năng cao anh ta sẽ bỏ vợ để lấy em. Tuy nhiên trong tình huống của em, người đàn ông á, mà em đầu tư quá nhiều vào họ, em yêu thương họ nhiều hơn họ yêu thương em, thì đó sẽ là một vấn đề bất lợi cho bất cứ một cái mối quan hệ nào khi mà em bước vào để yêu người đàn ông đó, vì em không có làm cho người đàn ông đó ở cái vị trí của người đàn ông. Vốn dĩ người đàn ông là người đi chinh phục các em. Tôi vẫn tin rằng có những người phụ nữ tạo ra cơ hội để người đàn ông đó chinh phục và chọn các em, thì vẫn có những người như thế. Nhưng mà những người đàn bà mà chắc chắn là luôn luôn đầu tư vào một mối quan hệ hoặc là đeo đuổi đàn ông, thì người đàn bà đó sẽ thất bại và người đàn bà đó sẽ không được người đàn ông yêu lại theo cái cách mà người đàn bà đã yêu. Các bạn có hiểu tôi nói không? Giống như thế này nè. Nói rõ hơn là như thế này nè. Một người phụ nữ nào đó yêu một người đàn ông mà bạn chăm sóc, bạn săn sóc cho anh ta, bạn cơm nước cho anh ta, bạn đem thân thể của mình đến để cho anh ta ngủ, thì anh ta sẽ khả năng cao là không lấy bạn. Đừng có nói là người thứ ba nha. Tại vì sao? Chính vì cái cách của bạn như thế làm cho người ta chán. Bạn không có gì thú vị, bạn không có gì cao siêu, và bạn là một phiên bản nhàm chán và bạn rất là ít giá trị. Người đàn ông người ta sẽ cảm thấy yêu bạn nếu người ta bỏ thời gian, công sức, tiền bạc và rất nhiều vấn đề dành cho bạn. Nhưng nếu người đàn ông đó không dành cho bạn cái gì mà cái gì bạn cũng dành cho họ, vậy chứng tỏ là bạn yêu họ chứ họ không yêu bạn. Bạn đã hiểu vấn đề này chưa? Rất là buồn cho em. Vì sao? Mình còn trẻ, mình chưa có biết cách yêu, mình chưa có biết cách làm cho đàn ông yêu mình đúng cách nha em. Cái này mới quan trọng này em nhé. Đừng có nói là yêu thật lòng. Yêu thật lòng là em khổ ngập lòng luôn. Em hiểu không? Em phải yêu đúng cách, em phải yêu một cách khôn ngoan và thông minh thì em mới được người đàn ông đó yêu. Chứ đừng có nghĩ rằng khi mà em yêu người đàn ông, em chạy đến về phía anh ta để cho anh ta đỡ cực là anh ta sẽ yêu em đâu. Em làm cho người ta chán em đó. Tại vì sao? Người đàn ông chỉ cảm giác như mình hăng lên khi mà không có được những thứ mình thích. Tức là người ta ở trong trạng thái như vậy nè, tới lui như vậy nè. Chứ còn cái gì em cũng mang đến tận nơi, tận miệng dâng cho anh ta thì anh ta sẽ có cảm giác chán em. Giống hệt như một người đi săn mà con thú săn nó không ở trong rừng mà nó chạy thẳng đến sân nhà anh ta. Nó nói với chàng thợ săn là: anh ơi, anh đừng có đi săn làm chi cho nó mệt, em tới tận nơi rồi, anh cứ xơi em là được. Thì nếu em nghĩ thử xem, một con thú mà như vậy nó có phải nó làm chết đi cái nhuệ khí của người đàn ông khi mà người đàn ông đến muốn đi săn không? Tại sao người ta lại có cái cảm giác vui thích khi đi săn? Vì cái thành quả họ đạt được là cái điều mà họ phấn khích khi mà họ muốn bước vào cái cuộc săn. Và khi họ nhiệt tình với cái điều gì đó, họ mất công vì cái điều gì đó, nói lên cái sự cố gắng của họ, quyết liệt của họ dành cho em, thì họ mới xuất phát được cái tình yêu thương thật sự với em. Cái việc người đàn bà dễ dàng lên giường với đàn ông làm cho người đàn ông có cái cảm giác giống như là chưa săn mà con thú nó đã chạy vô nhà mình rồi, làm cho người đàn ông chán. Và người đàn ông không có một cái tình cảm yêu thương với cái người phụ nữ như vậy. Và rất là nhiều cô gái yêu thích một anh chàng nào đó, thường xuyên đến nhà, quét nhà, lau nhà, thậm chí lấy lòng mẹ của anh ta. Nhưng mà người đàn phụ nữ đó lại không được người đàn ông đó yêu. Bạn hiểu không? Người phụ nữ đó có thể là người tốt, người đàng hoàng, người tử tế, nhưng mà cách cô ta làm như thế thì cô ta không có làm cho người đàn ông yêu, vì cô ta đánh mất giá trị ngay từ phút đầu tiên. Vì cô ta đã biến người thợ săn thành cái người đàn ông lười biếng, anh cứ ngồi đi rồi ăn chứ không cần phải làm gì hết. Đấy không phải là người phụ nữ làm cho người đàn ông trở nên trưởng thành, nó chỉ làm cho người đàn ông trở nên chán, thụ động và trở thành một người đàn ông không yêu các bạn. Đấy là cái cách thức mà các bạn phải biết mình biết làm giá như thế nào. Mình làm sao để đàn ông yêu mình thật sự, mình làm sao để người đàn ông dâng cho mình những thứ mình muốn, không phải là quỳ lụy, không phải là chơi chiêu, mà vấn đề ở đây là bạn phải biết là học những cái kỹ năng để làm cho mình được đàn ông yêu đúng cách, thì bạn sẽ chọn được người đàn ông phù hợp với mình. Đây cũng sẽ là một cái bài học rất là lớn với em. Tuy nhiên tôi thấy rằng đây là một bài học đáng giá, tại vì mới ra đời mà đã gặp một cái tình huống lường đảo, lường gạt như thế này thì cũng là một cái điều tốt với em đó. Vì sao? Vì lúc đầu mình không có biết, thì mình gặp phải những cái sai lầm để cho mình biết, rồi mình rút ra cái kinh nghiệm cho mình để mình chọn cho mình một cái điều tốt đẹp về sau. Đó cũng là
cái điều mà gọi là thực nghiệm, trải nghiệm mà em cần phải trải qua để mà trưởng thành hơn, lớn khôn hơn và có những cái bài học mà đáng giá như vậy thì mình sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Bất cứ một cái viên ngọc nào muốn sáng, muốn tỏa sáng thì cũng đều phải chịu cái sự gọi là trà đũa của xã hội. Thì cái việc mà người đàn ông này đã đem đến cho em cái sự tổn thương như vậy, nếu em xem anh ta là cái người mà em rất là yêu thương thì em sẽ không có cái cảm giác lừa đảo, mà em nghĩ rằng đây là cái điều mà em phải trả giá cho cái việc mà mình gieo cái nhân không tốt. Giống như các em nghĩ là mình làm tổn thương vợ anh ta, mặc dù là vợ anh ta không biết, nhưng mà tuy nhiên anh ta cũng là một người không tốt để mà làm cái điều đó với em. Anh ta cũng gieo một cái nhân xấu với em đó, chứ không phải là em gieo nhân xấu cho vợ anh ta không đâu. Bản thân em là cái người mà thiếu kiến thức, mà anh ta đã bước vào một cái cuộc chơi khiến cho cuộc đời em tơi bời tan tác như bây giờ, tâm trạng em đang rất khổ đau đúng không? Thì em cũng cần hiểu về những cái vấn đề như vậy để lần sau mình đừng có dễ dàng quá với đàn ông. Mình sẽ biết cách làm sao để đàn ông yêu mình, thì mình sẽ làm cho người đàn ông đó yêu mình, thậm chí người đàn ông đó có thể lụy em nữa, và người đàn ông đó sẽ cho em tất cả những thứ em cần, hoặc là người đàn ông đó sẽ thực sự thuộc về em nếu em muốn, và em là cái người phụ nữ tầm cỡ thì em sẽ chọn được người đàn ông mà em cần. Còn nếu em là người phụ nữ tầm thường thì em sẽ không chọn lựa được cái gì trong cuộc sống này hết em nhé. Hãy sử dụng quyền năng chọn lựa của người đàn bà để được sống hạnh phúc và xứng đáng cho cái vị thế, cho cái sự thông minh và trí tuệ của em nhé. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần tư vấn và chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.